Em xin chào cô chú bác anh chị em đã đến với đồ cô Quang Thân nha. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 12. Em lại tiếp tục lên một cái video là 277. Cái video này là một lô bao cần bãi Nhật các bác nha. Đấy, trong này có bao bao bầu và bao thẳng và bao da. Thì các bác nào yêu thích cân của em thì nhớ đăng ký cân ủng hộ em ha. Rồi thích cái bao nào thì cứ liên hệ về số 0778873 và 89. Đó, thì các bác cứ kết nối Zalo rồi em sẽ gửi chi tiết bao dài rồi nói cho các bác nha. Rồi cái lô này thì em cũng bao ship với các bác luôn ha. Đó. Các bác được nhận hàng và kiểm tra trước khi thanh toán ha. Và các bác cũng xem video kỹ rồi trước khi mua hàng em ha. Thì những cái nào hư, cái nào lành, cái nào rách thì em cũng có báo ở trên video ha. Đó thì để em lên cái mã đầu tiên cho các bác xem nha. Cái mã đầu tiên là cái B210 các bác nha. B210, cái này là một cái bao dài 1m6. Bao này dùng cho các bác đựng mấy cái cần tay dài nha. Đây. Ở đây có một quay mang và quay sắt luôn nha. Bao còn mới toàn các bác ơi, còn mới nha. Bao còn mới. Đây là phần trong của bao này các bác. Này có hai cái ba tia luôn các bác nhé, hai ba tia nhá. Phần trong của bao này các bác, bao này bao bao cứng các bác nha, bao này bao cứng nha. Đấy, dùng cho các bác đựng cần tay dài, lóng dài nha. Đấy, tổng thể dài của nó là 1m6 các bác nha. Ba tia thì ok ha. Nó dài 1m6. Cái vòm của nó từ từ bên này qua bên này là nó 23 phân các bác nha. Còn cái chiều ngang của thằng này á, chiều rộng của thằng này á, là nó 9 phân nha. 9 phân. Đó. Thằng này 9 phân. Ôm cua hết cái thằng này qua bên này là 23 phân các bác nha. Rồi, cái bao này giá 300k. 300k các bác nha. Rồi kế tiếp em lên cây B211 các bác. Thì ở trong này cũng có một số bao mới và một số bao cũ các bác nha. Thì em trộn và em bán luôn rồi, các bác nào chưa thấy cái bao cũ thì các bác lại mua của em ha. Thì trong này cũng có bao mới bao cũ luôn. Thì cũng có vài một có vài vài cái bao cũ thôi. Này các bác. Rồi, cái bao này là bao hiệu Ryobi. Bao này là bao bầu các bác nha, bao bầu. Thì phần đây thì cũng có tí mòn các bác nha. Tí mòn nha. Mòn tí đây, không ảnh hưởng các bác. Đấy. Đây có túi phụ luôn các bác, 2 4. Túi phụ dài 60 các bác nha. Đấy. Túi phụ này các bác. Phần trong túi chín của nó các bác này, một màu đỏ các bác nha. Và ở đây có cái mút nha các bác, mút êm. Cái B211 dài 1m3, ngang của nó là 25, là 25 là em tính cả bầu các bác nha, ngang nó 25 nha. Giá 300k các bác. Rồi kế tiếp em lên cái B212 các bác. 212 là một cái bao da các bác nha. Một cái bao da ha. Bao da. Bao thẳng các bác nha. Bao này bao thẳng. Có một quay mang.
Và nó có một cái túi phụ luôn các bác nhé, túi phụ đây, túi phụ dài 40. Đây là bên trong cái bao bao da này các bác, phần trong bao ha. Còn ba tia còn ok các bác nha. Đây túi phụ ha. Ở phần túi phụ này nó có bị may là một khúc các bác nha. Nó bị rát miếng chỗ này là người ta may miếng chỗ này nè ha. Đây, người ta may là người ta nhổ keo cứng chắc chắn này các bác nha. Thì cái bao này là dài 1m1, ngang của nó 15 phân. Thì nó bị giặt miếng để cái bao này cho các bác là 200k nhé. Cái bê 213 các bác. Đó. Có túi phụ luôn, 2, 4. Túi phụ dài 60 các bác. Có một quay mang và quay sắt luôn ha. Phần đáy ok các bác nha. Phần đáy ok, chưa rách. Ở đây có người ta may, có may tí ở đây ha. Ta may khúc này. Cái này chắc bị giảm, người ta may khúc này nha. Này nha, ok rồi các bác nha. Phần trong bao này các bác. B213 dài 1m25, ngang 18 phân, giá 200k luôn các bác nha. Rồi em lên cái B214 các bác. 214 này dài 1m25. Một cái bao màu đỏ. Có bầu luôn. Và nó có một quay mang và một quay sắt luôn. Phần đáy nó đây các bác. Chưa hề ra rới các bác nha. Có túi phụ dài 25. Ở đây có cái bật tia túi phụ. Bật tia túi phụ nó hư cái kéo đây. Có cái móc tròn này thôi ha. Đây là bên trong của túi 9 các bác. Phần bên trong của nó này ha. B214 dài 1m25, ngang của nó là 27 phân. Tính cả bầu 27 phân các bác nha. Giá 300. Rồi kế tiếp em lên 215. 215 một cái bao này là dài 1m15. Ngang của nó là 35 phân luôn. Rồi em tính cái độ bầu của bao này luôn các bác nha. Bao này bao da các bác nha. Bao da. Bao này đừng được 4-5 cân, cả cân cả máy nha. Và các bác có thể đừng 4-5 cần cả cần cả máy. Thì phần ngoài thì nó hơi dơ xíu các bác nhé. Nó hơi dơ xíu ha. Đây có một cái quay sắt đây ha. Và quay măng là sau này ha. Đây. Đây phần trong của cái túi các bác. Phần trong của túi dao này. Trong một túi bao các bác, túi bao thì nó hơi cũ miếng nha bác. Ở đây có một túi phụ nữa nha. Cái bao tia hơi cứng nè. Ở đây có một cái túi phụ gần dài bằng túi 9 luôn các bác nha. Rồi cái B215 dài 1m15, ngang của nó là 35 phân, giá 400k. Rồi cái tiếp em lên cái B216 các bác. 216 cái bao này là một cái bao Daiwa. Có một quay mang và một quay sắt luôn các bác nha. Ở đây là phần trong của cái bao Daiwa các bác. Màu đỏ.
Nó có cây mút luôn các bác nhé, mút êm ha. Đó. Và ở đây có một túi phụ dài 50. Nhưng mà cái túi phụ này các bác, cái túi phụ này là cái ba tia này nó bị hư rồi các bác nhé. Nó bị lâu ngày quá, nó bị cứng, kéo không được nha. Các bác nào chế được về chế lại nha. Này bị cứng này. Cho nên là em để giá mềm. B216 dài 1m15, ngang nó 23 phân, giá 250 các bác nha. 250 thôi. Thì hiện tại nó hư cái này các bác, nó hư cái thằng này này. Các bác nào về chế được chế lại ha. Để các bác 250k nha. Rồi B217 các bác. B này 217 dài 1m25. Ngang của nó là 25 phân. Đây phần trong của bao. Và ở đây có một cái túi phụ nữa các bác nha. Bao này có túi phụ luôn nha. Túi phụ đây các bác này. Túi phụ nó cũng gần dài bằng cái túi chín luôn các bác nha. Rồi, bao này giá là 300k. B218 các bác, dài 1m3, ngang của nó là 33 phân, một màu đen các bác nha. Bao này bao bầu luôn, bao bầu nha, bao bầu này. Có tư phụ của nó 40 nha, có tư quay mang của quay sắt luôn các bác nha. Phần trong của bao các bác. Ba tia thì ok các bác nha. B218 dài 1m3, ngang nó là 33 phân, giá 300k. B219 các bác, dài 1m35, ngang 14 phân nha. Bầu da các bác nha, bầu da đứng nha. Đây là phần trong của bao các bác. Và ở đây có một cái túi phụ nữa các bác. Túi phụ này dài 40 ha. Dài 40. Ba tiêu ok rồi các bác nha. B219 dài 1m35, ngang 14 phân, giá 300k. B220 các bác, hay B220, bao này dài 1m45. Bao này dài 1m45, ngang của nó là 22 phân. Đây. Bao này cũng là bao đứng các bác nhé, bao đứng nhé. Phần đáy ok các bác nhé. Có quay màng. Ở đây là phần trong của bao. B220 dài 1m45, ngang nó 22 phân, giá 400k các bác nhé. Rồi B221 là một cái bao da đứng các bác nha. Đây có một quay mang luôn. Và hai túi phụ. Một túi phụ 50 và một túi phụ 20. Đây là phần trong của bao các bác. Thì bao da người ta xài lâu rồi thì nó cũng hơi cũ tí các bác nha. Bền là được các bác nhé, ảnh hưởng ha.
hiệu Sasaki B221 dài 1m15, ngang của nó là 15 phân, giá 250 các bác nha. Để các bác 250 nha. Rồi B222, một cái bao dài 1m25 các bác. Rồi phần đáy ok, chưa rách các bác nha. Rồi phần trong của bao các bác ạ. B222 dài 1m25, ngang 15, giá 250 các bác nha. Rồi tiếp tục em lên cái B223. B223 các bác ạ. Locket bao này dài 1m27 à. À, ở đây ở trên này thể hiện 1m27 các bác này. À, ở đây có một cái túi phụ luôn các bác. Bên trong túi phụ này các bác. Đây là bên trong túi chính. Rồi, có một quay mang và một quay sắt luôn. Phần đáy ok các bác nha. Chưa hề rách nha. Mấy cái này nó chỉ có nó bong cái tí ở ngoài không ảnh hưởng nha. B223 các bác. Cái này thể hiện của nó là 1m27 mà em để trên 1m2. Ngang của nó là 27 phân, giá 400k các bác nha. Rồi em lên cái B224 nha. B224 này là một cái bao da luôn các bác, bao da đứng. Bao này á là nó có túi phụ nữa, mà cái túi phụ nó bị tháo ra rồi các bác nha. Nó còn cái bao chắn một mình. Cái bao phụ của nó đây các bác, phụ nó từ đây lên đây. Bao phụ nó dài 40. Nhưng mà người ta tháo ra rồi nhé. Người ta tháo ra rồi, còn cái này nữa thôi. Còn cái bao chắn này. Bao chắn này là các bác về đựng cần câu tay vẫn ok nhé. Đó. Phần trong này các bác. B224 dài 1m3, ngang nó 24 phân, giá là 330k các bác nha. Rồi B225. Rồi thì có một que măng và có sắt và có một túi phụ dài 40. Bao này dài 1m3. Phần đáy còn ok chứ hề rách rưới các bác nha. Phần trong của bao một màu đen các bác. Bao này dài nó thể hiện 1m3, dài 1m3 các bác nghe. Bao này dài 1m3, B225 dài 1m3, ngang của nó 15, giá 200k các bác nha. Cái này để cho các bác 200k. Ủa, lộn không trời. Như bao để 200k. Rồi, bao này để lộn rồi thôi, lỡ để 200k, để 200k, 200k cho các bác luôn nha. Rồi, 200k. Còn ok các bác nha.
225 giá 200k. B 226 các bác. Rồi, ở đây có cái túi phụ. Túi phụ 7 dài 70 các bác nha. Phần sau đó của nó có một cái quay mang và quay sắt luôn các bác, một màu xanh các bác nha. Phần đáy ok ha. Chưa hề đặt rơi. Phần trong túi phụ này các bác. Và đây là phần trong của túi chắn, túi chính của nó. B 226 dài 1m25, ngang nó 27 phân, giá 208. Rồi cái tiếp em lên cái B 227. Bao này thì cũng có cụ theo thời gian các bác nhé. Cũng hơi đổi màu đấy nhá. Đấy. Và có tuy phụ này 45. Có quay man và quay sắt luôn. Phần trong bao các bác. Cụ theo thời gian nhá, ở trong còn đẹp các bác nhé. Ba tia thì ok các bác. B 227 dài 1m25, ngang 30, hơi xấu để 200k. B 228 các bác. Phần đáy ok các bác. Ở đây có một cái túi phụ luôn, túi phụ nhỏ nha, túi phụ nhỏ để các bác đựng mấy cái cần câu rút ngắn nha. Phần trong này các bác. BA 28 dài 1m25, ngang 20, giá 250k. B 229 bao này một cái bao da các bác nha, bao da bầu nha. Nói chung bao này cũng rất là đẹp nha. Bao này chưa hề rách rưới gì các bác nha, chưa hề đâu, còn nguyên nha. Đường may này chắc người ta may lại, còn nguyên các bác, còn đẹp nha, bao này còn đẹp ha. Đây là phần trong của bao các bác. Cái bao này, bao da này là mấy cái ống này các bác này, do mình gấp lại nó bị gãy các bác nha. Bị gãy nha. Bị gãy mấy cái đường chỉ nhựa trắng này. Nhưng mà không ảnh hưởng các bác nha, miễn sao cái da nó bền là được ha. Còn cái này nó làm bằng cái đường nhựa cứng, gấp lại là bị gãy các bác nhé. Đó, các bác xem kỹ nha, rồi các bác ủng hộ em nhé. B 229 dài 1m2, ngang 20, giá 250 các bác nhé. Rồi cái B cuối cùng là B 230 các bác. 230 là một cái bao dài 1m6. Bao này bao đứng các bác nhé, bao thẳng luôn này. Nhưng mà nó rộng là rộng 20 luôn. Rộng 20 các bác. Ở đây có hai túi phụ nha. Một cái túi phụ dài 30 và một túi phụ dài 20 các bác nha. Đấy. Và có một cái quai mang các bác. Đây là phần trong của bao các bác nha. Đó, bao này bao thẳng các bác, bao thẳng nha. Các bác đựng cần tay cũng được, ok nhé.
Rồi cái B230 dài 1m6 ngang 20 giá 400k các bác nha. Đó, thì các bác nào yêu thích cân của em thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em, rồi lần sau em đăng lên có gì bác các bác lựa chọn hàng hóa nha, cần máy rồi bao rồi mấy cái đồ vật dụng đi câu cá ha. Rồi, em cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em ha.